Chào mừng tất cả các bạn. 7 câu hỏi quyền năng trong tất cả mọi lĩnh vực. Và các bạn biết rồi đấy, tư duy là quá trình đặt và trả lời những câu hỏi. Và 7 câu hỏi quyền năng này chúng ta nghe cũng rất nhiều, nhưng ngoài ra thì nó còn có cái tính ứng dụng rất là rộng rãi, có thể giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều những vấn đề. Đầu tiên đó là what. What tức là chúng ta sẽ làm cái gì. Chúng ta làm cái gì mỗi ngày để chúng ta đạt được mục tiêu, để chúng ta hoàn thành kế hoạch, để chúng ta tốt lên mỗi ngày, chúng ta phát triển những cái kỹ năng, hoặc là chúng ta cần làm những cái gì. Cái thứ hai đó là why, tức là tại sao chúng ta lại làm những công việc đó. Tại sao chúng ta lại làm những cái công việc đó? Chúng ta làm những công việc đó để chúng ta hoàn thành mục tiêu, để chúng ta hoàn thành kế hoạch, để chúng ta tốt lên mỗi ngày, để chúng ta hoàn thiện các cái kỹ năng của bản thân. Cái thứ ba đó là gì nữa? Where, chúng ta làm nó ở đâu? Tức là chúng ta làm những cái công việc đó ở đâu? Ở nhà, ở công ty, ở lớp học, hay là bất cứ ở nơi đâu? Who, tức là chúng ta làm cái đó cùng với ai? Chúng ta làm những cái công việc đó cùng với ai? Và ai sẽ giúp chúng ta phát triển bản thân? Ai là đối tượng chúng ta cần học hỏi? Ai là người sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta? Vân vân. Câu hỏi số thứ 5 ấy, đó là gì nè? When, tức là khi nào thì chúng ta làm những công việc đó? Khi nào thì chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch? Khi nào thì chúng ta bắt đầu thiết lập mục tiêu? Khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động? Và khi nào thì những cái công việc của chúng ta sẽ hoàn tất? Vân vân. Đó là when. Tiếp theo đó là gì nè? How. How thứ nhất đó là chúng ta làm những cái công việc đó như thế nào? Mỗi ngày chúng ta cần làm những gì để chúng ta trở nên tốt hơn? Chúng ta cần phải học hỏi như thế nào? Tức là cái cách mà chúng ta thực hiện, cách chúng ta thiết lập mục tiêu, cách chúng ta lập kế hoạch, và cách chúng ta vận hành một tổ chức, vân vân. How hai có nghĩa là gì nào? Chúng ta làm cái đó hết bao nhiêu lâu và hết bao nhiêu chi phí? Tức chúng ta làm những cái công việc đó hết mất bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu thời gian thì chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch? Bao nhiêu thời gian thì chúng ta chinh phục được mục tiêu? Hay là chúng ta sẽ mất bao nhiêu chi phí cho cái khóa học này? Chúng ta sẽ mất bao nhiêu chi phí để chúng ta đạt được những cái mục tiêu? Chúng ta sẽ mất bao nhiêu chi phí để chúng ta phát triển được một tổ chức, phát triển được một công ty, để chúng ta hoàn thành một công việc, vân vân. 7 câu hỏi này nếu các bạn biết cách ứng dụng thì nó có hiệu quả trong tất cả mọi lĩnh vực, bất kỳ đó là lĩnh vực nào. Và các bạn hãy sử dụng nó để liên tục đặt ra những câu hỏi, và khi nhận được những cái câu trả lời thích đáng, phù hợp, mình chiêm nghiệm thấy thực tế mà nó phù hợp với bản thân mình, thì chúng ta sẽ áp dụng. Và nó cũng giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề khó mà chúng ta đang bị bông lung, chúng ta đang không hiểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy like và share video nhé. Cảm ơn các bạn.